Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA quyết định chi 110 triệu đô la Mỹ và sẽ phân chia dựa trên thành tích cụ thể của các đội tại World Cup nữ 2023. Cụ thể, mỗi đội vào vòng bảng, tổng cộng 32 đội, được thưởng 1,56 triệu đô la Mỹ, khoảng 35 tỷ đồng. Mỗi đội vào vòng 16 nhận 1,87 triệu đô la Mỹ, khoảng 43 tỷ đồng. Mỗi đội vào tứ kết nhận 2,18 triệu đô la Mỹ, đội hạng tư được 2.455 triệu đô la Mỹ, đội hạng ba được 2,61 triệu đô la Mỹ, đội Á quân được 3.015 triệu đô la Mỹ và đội vô địch nhận 4,29 triệu đô la Mỹ, gần 100 tỷ đồng. Với việc xuất sắc lọt vào vòng chung kết World Cup 2023, đội nữ Việt Nam chắc chắn được nhận ít nhất 1,56 triệu đô la Mỹ. 23 cầu thủ trong danh sách chốt dự vòng bảng World Cup nữ 2023 sẽ nhận 30.000 đô la Mỹ một người, khoảng 700 triệu đồng. FIFA chỉ thông báo đến các liên đoàn bóng đá có đội tuyển dự World Cup nữ 2023 về các mức thưởng như nêu trên chứ chưa giải ngân, kể cả khoản tiền 1,56 triệu đô la Mỹ dành cho các đội có mặt ở vòng bảng, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam. Sau World Cup này, khi đã có kết quả cụ thể, FIFA mới giải ngân. FIFA cho biết thêm số tiền của mỗi đội tuyển tương ứng với thành tích mà đội tuyển đó nhận được sẽ được FIFA chuyển khoản về tài khoản của liên đoàn bóng đá. Ví dụ tiền thưởng của FIFA dành cho đội nữ Việt Nam sẽ chuyển khoản cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Các cầu thủ Việt Nam sẽ thực hiện nghĩa vụ về việc nộp thuế. Xin được nói rõ hơn, những cá nhân hay tập thể của thể thao Việt Nam được thưởng theo các văn bản quy định của nhà nước như nhận thưởng khi giành huy chương và phá kỷ lục SEA Games không phải nộp thuế. Nhưng với những khoản hỗ trợ, khoản thưởng không thuộc phạm vi quy định trong các loại văn bản của nhà nước, huấn luyện viên và vận động viên đều phải nộp thuế.